Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Năng lượng tháng 10 có gì chờ đón bạn. Và trải bài hôm nay sẽ là chọn tụ bài. Các bạn sẽ lựa chọn một tụ bài phù hợp với năng lượng của mình nhất. Các bạn nhắm mắt lại và mình sẽ đếm từ 6 tới 1 và các bạn chọn tụ bài. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vì đây là trải bài chung và thông điệp có rất nhiều trong từng tụ bài. Hy vọng các bạn tiếp cận những thông điệp phù hợp với năng lượng của mình và với tinh thần cởi mở nhất có thể. Và thông điệp gửi đến cho các bạn là tổng quan năng lượng về tháng 10. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ 1. Và trong trải bài các bạn có lá 7 gậy. Kế tiếp nữa là các bạn có lá The Emperor. Và có dấu hiệu là các bạn sẽ đứng lên và tranh đấu trong cái việc gì đó. Và các bạn cũng phải đặt câu hỏi là khi mà các bạn kháng cự lại có gây sự phiền toái cho các bạn hay không? Khi mình vướng vào một cái xung đột, hãy tự hỏi bản thân là liệu có đáng để bạn phải đấu tranh về cái điều này không? Và lý do của xung đột có quan trọng, có đáng giá? Và liệu kết quả nó sẽ có lợi cho bạn hay cho người khác? Lá bài cũng hy vọng là các bạn phải liêm chính nội tâm, phải thành thật với chính mình, xem xét xem là cái việc này có đáng hay không. Nếu mà các bạn cảm thấy nó không đáng thì các bạn nên bỏ qua. Và có một số người các bạn đang bị thử thách về cái việc duy trì vị thế của bản thân mình trong công việc, trong tình yêu và trong gia đình. Đặc biệt là nếu bạn đã quá đầu tư và nhiều thời gian và công sức vào nó, các bạn đừng có để cho kéo vào những cuộc chiến trừ khi nó xứng đáng để các bạn đứng lên và đấu tranh. Và tình cảm của các bạn đang gặp một số rất lục trặc. Bạn cảm thấy là cái mối quan hệ của mình không được gắn bó lắm. Và các bạn muốn cải thiện được cái mối quan hệ là các bạn phải thận trọng trong cách thể hiện suy nghĩ của mình. Đừng ngần ngại nói ra những suy nghĩ, nhưng mà thận trọng trong lời nói nha các bạn. Cái thời điểm này rất tốt để bạn tiến hành những giấc mơ của mình. Hãy quên đi sự ngần ngại và những điều cản trở bạn. Hãy tự tin vượt lên và nắm bắt lấy cơ hội của mình. Gạt bỏ những cái lo lắng sang một bên. Đây là một cái cơ hội đang kêu gọi bạn rất là nhiều trong tháng 10 này, kể cả về tình cảm, tài chính cũng như là sự nghiệp. Khi lá bài The Emerald xuất hiện, cho biết rằng bạn đang để trái tim của mình lấn át, thậm chí đi ngược lại với những gì lý trí và suy nghĩ của bạn. Bạn nên dung hòa cả hai nha các bạn. Và bạn nên chú ý, hình như có một cái người đàn ông tóc màu đen sẫm màu đang dẫn dắt bạn đi sai đường. Bạn hãy phớt lờ cái vẻ bề ngoài và cân nhắc những gì người đó thực sự mang đến cho bạn. Tháng này là trong công việc, các bạn phải sắp xếp lại mọi thứ có cơ cấu và tổ chức một cách nghiêm túc nhất, thể hiện tính kỷ luật và yêu cầu trật tự nề nếp trong công việc. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng quên cho bản thân mình cái khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi nha các bạn. Và các bạn sẽ thấy là mình đang gặp một chút rắc rối về tài chính. Bạn cần phải tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài, những người có chuyên môn thật sự. Nhưng mà bạn phải cẩn thận với những lời khuyên, bởi vì không ai hoàn hảo hết á. Nếu bạn nghe chăng nữa thì bạn cũng phải theo quyết định của mình ha. Học từ người này, nhưng đừng có nghe răm rắp rồi phớt lờ nguyện vọng của bản thân. Thông điệp của tháng này đó chính là sự sáng tạo. Các bạn sẽ đưa ra những cái ý tưởng mới, những cái hình thức để các bạn đổi từ cái cũ sang cái mới để hoàn thành được tốt hơn mọi công việc trong cuộc sống của mình. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ 2. Trong trải bài các bạn có lá bài 2 ly. Kế tiếp nữa là các bạn có lá bài 8 kiếm. Và khi lá bài 2 ly này xuất hiện là yêu cầu các bạn phải kết nối với cuộc sống của bạn trong tháng 10 rất là nhiều, đặc biệt là những mối quan hệ về cá nhân. Đây không phải là lúc để sống tách biệt hay đứng qua ngoài cuộc. Chính cái thời gian này là cái thời gian để bạn hòa nhập vào mọi người, làm việc cùng với nhau như những đối tác. Nếu bạn rơi vào tình cảnh trong có một cuộc đấu tranh xung đột thì hãy tìm kiếm sự thỏa thuận đình chiến, có cơ hội để tha thứ cũng như được tha thứ. Các bạn hãy cố gắng là dung hòa mọi thứ trong lúc này nha các bạn. Hãy chắc chắn rằng cái xu hướng bất cập trong tình yêu sẽ không tạo ra cảm giác thiếu hòa hợp trong tình huống của bạn. Và có vẻ như các bạn đang chú ý quá mức về đời sống tình yêu của bạn. Các bạn hãy cẩn thận để không gây ra những vấn đề hay sự cố nào trong cái mối quan hệ khác giữa bạn bè và gia đình so với mối quan hệ với người yêu của mình. Hãy giữ cân bằng tất cả những mối quan hệ xung quanh bạn nhé. Và có một số bạn sẽ cảm thấy là không thích công việc mình đang làm nữa, cảm thấy không thoải mái với đồng nghiệp xung quanh mình. Các bạn có thể nhìn suy nghĩ kỹ lại, nếu thực sự công việc hiện tại không phù hợp thì các bạn cứ cân nhắc cái việc đến việc thay đổi, hãy tin vào bản năng của chính mình. Còn đối với các bạn đang gặp vấn đề trong mối quan hệ thì đây có thể là lúc các bạn nên tha thứ và quên đi những vấn đề cũ, hay bắt đầu lại một cách đầy tư mới nhất có thể. Các bạn hãy tìm kiếm niềm vui của chính mình nè,
niềm hạnh phúc từ bạn và chia sẻ đến mọi người, vì không có ai làm cái việc này thay cho bạn hết á. Và có một cái dấu hiệu trong cái tháng này, các bạn sẽ gặp những cái lao đao trong cái tình cảnh khiến cho bạn thiếu tự do và có nhiều sự lựa chọn hơn cho chính mình. Khi mà bị giới hạn như vậy, các bạn đừng có lún sâu vào nó ha. Các bạn đừng có giới hạn cho bản thân mình và đừng có kìm hãm lại. Hãy từng bước một lựa chọn những cái lựa chọn của mình phù hợp nhất, cho đến khi nào bạn cảm thấy là mọi thứ nó không còn bế tắc nữa. Đương nhiên á, mọi việc á, để thoát ra khỏi những vấn đề đó không có dễ dàng. Nhưng ít nhất là bạn sẽ có cơ hội khi bạn chịu bỏ cái tấm vải che mắt của mình ra. Bạn tìm cái sự sáng suốt trong tâm trí và mục đích sống lý tưởng của mình là gì, để sử dụng chúng và bước tiếp trên con đường của chính bạn. Về tình cảm cũng như công việc là các bạn cần phải đánh giá lại tất cả những cái mối quan hệ hoặc công việc một cách nghiêm túc. Bởi vì bạn lang lang hoay với cái việc là tốt và không tốt, cái điều này chỉ có hai lựa chọn của các bạn. Một là mình ở lại, hai là mình bước đi. Vậy bạn sẽ chọn cách nào? Bởi vì bạn không thể ôm giữ cả hai cái quyết định này, bạn nên thoát khỏi tình cảnh hiện tại bằng cách bạn phải lựa chọn một cái đường đi tốt nhất cho bản thân của mình. Và sẽ có những cái thông điệp đưa đến cho các bạn. Các bạn nghe đi nghe lại một cái cụm từ rất là quen thuộc, thì các bạn hãy lấy cái điểm này làm cái mấu chốt. Bạn sẽ khó khăn được cái vấn đề bạn đang gặp phải. Bạn sẽ không bị kìm hãm trừ khi bạn cho phép bản thân mình bị kìm hãm. Và thông điệp là các bạn phải nên thanh lọc và detox về tất cả, về cơ thể, về tâm trí và năng lượng của mình. Hãy dẹp bỏ tất cả cái năng lượng xấu, tiêu cực gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Sau đây mình xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ ba. Các bạn có lá hai gậy và các bạn có lá The Hierophant. Và trong tháng này, khi các bạn có lá hai gậy ngược này, có một niềm vui hay cái sự gì đó rất ngạc nhiên sẽ đến với bạn. Đây là cái thời gian bạn nên suy nghĩ tích cực và cảm ơn những món quà mà cuộc sống ban đến cho bạn. Hãy cho phép mình tận hưởng niềm vui nha các bạn. Cái thời điểm này là chính là cái thời điểm bạn có một cái sức mạnh rất là lớn để thực hiện tất cả mọi việc. Do đó bạn phải sử dụng cái sức mạnh này để thực hiện những cái mục tiêu, để đảm bảo rằng sử dụng đúng nó một cách rất là khôn ngoan. Đừng chỉ vì ham muốn sức mạnh mà bạn không biết tận dụng. Hãy sử dụng cái nguồn năng lượng này phục vụ cho cái mục đích đáng giá của bạn. Hãy nhận nó như một món quà và sử dụng nó để hình thành nên một tính cách tích cực nhất trong cuộc sống của bạn. Và cái thông điệp là các bạn nên quên đi những cái phương pháp cũ kỹ và nhàm chán. Hãy cho phép bản thân mình tự do, bạn sẽ nhận thấy là cái bất ngờ về kết quả mình đạt được rất là nhiều. Và có một số bạn có khả năng là sẽ nhận một công việc mới nha các bạn. Có thể là các bạn sẽ rời bỏ công việc hiện tại vốn đã từng rất là tốt. Tuy nhiên các bạn cũng đừng nên cắt đứt những cái mối quan hệ cũ nếu như các bạn quyết định rời đi. Hãy giữ mối quan hệ bởi vì đây là những cái người có thể giúp được bạn trong tương lai rất là gần. Về tình cảm, nếu ai trong mối quan hệ thì đang gắn kết hơn và rất sâu đậm. Nếu ai đang tìm tình yêu thì sớm có một tình yêu mới ha. Và cái người này sẽ khiến cho các bạn yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên luôn á. Và các bạn muốn tìm tình yêu thì các bạn phải đi tìm nó, bởi vì không có chuyện mà các bạn ngồi ở nhà đọc sách hay xem tivi mà người yêu tìm tới các bạn hết đó. Các hãy chủ động đi tìm kiếm tình yêu nè và trao cơ hội tìm yêu tìm đến mình nha. Và các bạn cũng nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe ha. Mặc dù cái đây không có bệnh tật gì hết, nhưng mà các bạn cũng phải nên duy trì cái sức khỏe của mình. Khi mà lá bài The Hierophant này xuất hiện thì các bạn có một cái mức độ hoài nghi và hoang mang rất là nhiều về cái bạn không biết lựa chọn việc làm đúng nên làm được cái gì. Đây là câu trả lời nằm ở bên trong bạn. Do đó các bạn phải cần nắm đủ thông tin nè, các bạn phải tin tưởng việc mình làm nè và hiểu biết về nó rất là nhiều. Do đó các bạn phải đào sâu hơn để xem cái vấn đề bạn muốn nó thực sự là gì. Và nhớ là cái việc đúng là có nghĩa là nó phải đúng với bạn nữa nha, chứ không phải đúng cho người khác không. Và có dấu hiệu là bạn đang gặp cái người khác không có hiểu được cái suy nghĩ của bạn, tại sao bạn hành động như vậy. Do đó các bạn không có ép họ là phải hiểu bạn được, bởi vì mỗi khi bạn đưa ra quyết định nó hơi bị cứng nhắc. Do đó các bạn phải nên khéo léo hơn trong cái việc này. Và các bạn sẽ có cảm giác là bị lặp đi lặp lại trong cái dòng lỏng quẩn trong tình cảm của hai người hoặc là trong công việc. Cái việc này bạn phải nên xem xét thận trọng trước khi bạn rời đi một mối quan hệ. Nên lựa chọn cải thiện còn hơn là bỏ đi nha các bạn. Tháng này là tháng hành động, tất cả mọi thứ rất là đúng thời điểm để bạn phát triển. Nguồn năng lượng rất là tự tin giúp bạn đạt được tất cả mọi ước nguyện trong cuộc sống.